Bác đóng gói rất là kỹ. Đấy, cho nên chia sẻ cùng các bác hình ảnh các bác Hùng đóng gói này, đóng gói đài cassette của bác đấy này. Em nhìn như cảm tưởng như là cái này vừa đây, các bác nhìn xem. Đấy, đóng gói như này thì thánh nó vút nó cũng không vỡ được. Đấy. Ok, ví dụ con đài này chắc là để lâu chỗ này trắng bốc. Các bác nhìn hai mặt này, mặt này đen, mặt này trắng bốc. Ôi dính băng dính này, ui dính băng dính nhiều quá. Đây là con 1000S nữa các bạn. Ok, tí em sẽ test xong. Ok, bây giờ em sẽ test từng con một. Đây, em chưa cắm điện nhưng mà bấm sơ cua thì thấy cái nút tua nó không giữ ở được này. Đây. Hai nút tua không giữ ở được. Play thì vẫn giữ được. Xì tốp bình thường. Hai nút tua này thôi. Đây là chưa có điện, em chưa thử điện. Còn con 1000S thì ok. Cái này hơi rít rít, chắc chỉ bị khô dầu. Thì em sẽ lắp cái loa và thử sau. Cắm điện nhé. Cắm điện và test một loa thử xem nó thế nào. Thì con ba cái gậy trước này. Gạt lên radio. À, có tiếng. Có tiếng. Có tiếng xì. Có tiếng sôi này. Giữ tần số FM 91 MHz. Phía sau đây sẽ là những chương trình hấp dẫn. Vẫn có tiếng này. Đi làm vẫn có thể nét căng, FM nét căng các bạn. Đấy, có sự tài reo luôn. Mới những cái ngày trong cái buổi chiều. Ok, radio ngon lành. Phần băng đây, phần băng bấm thấy có đèn. Bác để ý đèn sáng này. Hơi lóa nhỉ, em không tắt flash được, quay bằng cái điện thoại này nó không tắt flash trực tiếp được. Đấy, các bạn có thể thấy là khi bấm đèn sáng này. Đấy, nhưng mà hình như là không quay. Để em nghe kỹ xem tiếng motor nhé. À, vẫn quay này bác ơi, quay ngon lành nhé. Đấy, 20 xoay này. Ô, nhưng mà sao cái bánh đà không lên? À, bánh tì không lên này có lẽ là do ấy rồi. Đấy, lên được một bên này. Em ấn cái này xuống thì bên kia nó lên này. Chắc là cái reverse này bị hỏng rồi. Tức là quá trình chuyển đổi giữa hai cái mặt thì khi nâng bánh tì lên ấy, nó bị dừng ở giữa. Này, ví dụ nha, ví dụ ấn cái trái xuống này thì cái phải quay được này. Chắc là do bánh tì nó mòn hay cứng đơ nên nó không xoay nổi. Còn cái này nó vẫn xoay bình thường nhé. Cái này chắc là do bánh tì này. Đấy, còn khi reverse này, reverse thì cái này lẽ ra nó phải hạ xuống và nâng cái này lên. Thì nhưng mà thay vào đó thì nó dừng ở giữa. À đây được rồi này. Đấy, mình phải hỗ trợ. Hỗ trợ bằng tay. À, và bấm reverse tiếp này. Các bác để ý cái này quay nhé. Ui dồi ôi, nó không thèm được luôn. Ui dồi, coi như reverse phải bấm bằng tay luôn. Cái này không có tác dụng. À, có tác dụng nhưng mà không hiệu quả. Có tác dụng dạng một nửa thôi. Đấy, lật ngược lại là không được rồi. Đấy, lật ngược lại phải bằng tay. Khi lật từ mặt này sang mặt này quay ấy, thì đấy, là, lúc nãy được lại không được rồi. Hỗ trợ bằng tay tiếp này. Ấn tiếp. Đấy, nhà nó mới được. Nói chung là cái reverse nó bị hỏng.
cái lớp mặt ấy bị hỏng, và dây cua bánh tì khả năng là cũng cần phải thay. À, một số phần của bộ cơ này chắc là phải đây này, cái dây thép này bị tuột này. Đấy. Cái dây thép nhỏ này bị tuột ra này. Nói chung là như vậy. Ô mà đây có khi lại công tắc hay là IC tức rồi này các bác này. Em không bấm play mà nó tự quay này. Đấy, không bấm play mà vẫn quay này. Bệnh này là cái bệnh kinh niên của Sony ba cái gậy. Cái bệnh không bấm play mà nó vẫn quay này ấy, nó xảy ra hai trường hợp. Đó là trường hợp nếu mà có tiếng xì. Nếu mà có tiếng xì này. À mấy trường hợp các bác ạ? Em phải suy luận là mấy trường hợp đấy. Trường hợp thứ nhất là chập công tắc. Công tắc là khi bấm play thì nó chạy ấy. Đấy. Thì khi tắt thì công tắc đấy nó không nhả. Có nghĩa là nó vẫn chập với nhau. Thì nó chạy như này. Trường hợp thứ hai là cái công tắc dưới cái đầu từ này này chập nó cũng bị. Thứ ba là chập một con linh kiện ở trong cái bảng mạch điều khiển motor. Có thể chập một hoặc nhiều linh kiện ở cái bảng mạch điều khiển motor đó. Bệnh này là cái bệnh thường niên của con này rồi. Tua không ở này. Đấy. À, vậy là chủ yếu là bệnh cơ. Xem nào. Em bấm lên xem tiếng xì có. Đây vẫn có tiếng xì nhá. Đang loa đây này. Equalizer này, giảm bass này. Tăng giữa này. Giảm chép này. Chép không thấy gì cả. Đấy, nút này thấy này. Chắc bị khô dầu. Chắc để lâu quá thấy rít rít. Nút này thấy rít rít này. Gạt thấy cứng cứng. Ok, đấy là những cái biểu hiện của cái con Sony ba cái âm thanh loa này. Chúng ta cùng cố gắng như vậy với chị Kim Oanh và xin chào các bạn dẫn cùng với thành viên Kim Oanh chú thầy. Dạ vâng ạ, Lê Thông xin được gửi lời chào đến quý vị của chương trình Hòa Sóng Cùng Cô Hát. Có thể nói là ca khúc Dòng Thời Gian. Sẽ phát hiện bốn người này mua thức ăn nên ở mức nào thì nó cũng nghe bị triệu tập giống nhau. Tại vì là có những cái đài ấy, khi mở nhỏ ấy, thì một bên nhỏ hơn, một bên loa tiếng nhỏ hơn, và khi tăng lên thì nó lại cân bằng. Đấy, em phải chỉnh như vậy. Quản lý xuất nhập cảnh Công an thành phố Đà Nẵng để tiếp tục xử lý. Dịch Covid-19 hiện đang diễn biến phức tạp tại tỉnh Đồng Tháp. Hơi lệch chứ không đáng kể lắm. Có thể là do cái này nó bị bụi. Ok, giờ là em phải mổ xẻ con này trước. Còn con 1000S kia để sau nhé. Làm từng con một ạ. Bây giờ nó lại được này con này. Đấy. Tự động chạy nhé. Đấy, lại tự động tắt này, tự động chạy này. Chắc bị chập chờn đâu đó. Em thử cái công tắc xem nhé. Cái công tắc không chạm các bạn. Đây là công tắc chạm, không chạm, chạm. Cái này do có thể là do cái công tắc dưới cái đầu từ. Đây. Chạm vào không này, đấy. Quay kiểu có đà này, các bác nghe tiếng không? Quay theo nhịp này, cái độ sát của nó theo nhịp. Lại thôi rồi. Cái bánh này, cái nhựa trắng ấy bị lệch này. Đấy. Ồ, ốc này cũng không phải ốc zin nó rồi. Chắc là bị tháo rồi. Cái này sao ấn lõm xuống. Thấy chạy suốt rồi, không thấy dừng rồi. Ok, tạm thời bỏ cái này ra định hướng nữa. Radio vẫn có điện này.
giờ lại không thấy quay. Ủa sao thế nhỉ? Motor có vấn đề chăng? Không thấy motor quay rồi. Đấy, bây giờ là không quay motor rồi. Dây loa này cần thay đi này. Mà không có đàn hồi các bạn. Không thấy đàn hồi, cứng đơ hết rồi. Không trẻ à, đây các bạn này. Đứt này, đứt cái dây này này. Đấy. Đôi khi kiểu như là tập trung vào những cái cao siêu quá, những cái đơn giản lại không phát hiện. Ok rồi các bác ơi. Đây, nhưng motor nó vẫn quay đây. Chưa bấm play mà motor vẫn quay. Vẫn quay đây. Cái dây nhỏ này cũng sắp đứt rồi đấy. Phải dùng khó đây đấy, đứt nhiều rồi đấy, xé cái là đứt ngay này. Đây dây nhỏ nhá, dây nhỏ này. Em thay cả hai cái cho bác luôn nhé. Ô các bác này, cái này nó mất đâu một cái nữa rồi nhỉ? Cái này mất đâu một bên rồi. Đây, em tìm được một cái ở trong cái kho của em. Lấy ra gắn cho bác nhé. Cái của bác còn nhựa, còn mỡ trắng này, chắc là mỡ zin của nó. Ok. Có điện mà không có điện ở đây nhá. Tức là nó chạy nhưng mà không có điện. Không có đèn báo. Đấy, dây loa ở ổn hơn thì nó chạy luôn này. Các bạn thấy không? Mỗi tội bánh tì cần phải thay đi. Ôi giời ơi, chết rồi. Bên này còn cái long đen này. Nhưng mà em quan sát thấy là bên này không có rồi. Ôi, không biết là em còn có cái lông đen nào không. Cái bánh tì này bỏ đi được rồi, chắc chắn là bỏ đi. Ok, em vừa ép cái này vào các bạn ạ. Đây, cái này nó phải lùi lên như này thì mới ép sát cái bánh này vào. Ép sát bánh này vào thì nó mới reverse được nhá. Lại cái bánh nó đây. Đấy, vậy nó cách xa quá, tức là nó bị đẩy ra đằng sau. Để đằng sau thì không ép được. Cuối cùng chả phải thay con transistor hay cái gì cả. Do cái công tắc dưới này nó bị chập các bạn. Tìm mãi mới ra. Cái bệnh này nó thế các bạn ạ. Bệnh trên cái con máy này nó rất là buồn cười luôn. Đôi lúc cái biểu hiện của nó rất là giống nhau. Biểu hiện tức là transistor nó bị chết hay bị trục trặc, nó cũng chập điện. Nó tự quay motor như vậy. Hai là chập cái công tắc. Em phải thay công tắc rồi nhá. Em phải thay công tắc dưới này này. Đấy. Chẳng có cái đoạn đấy view clip thì dài quá. Vướng cái điện thoại quá em không quay được. Ok nha các bạn nha. Reverse này, reverse này, tắt này, không quay nữa này. Đấy. Cách kiểm tra đó là khi các bác khi nó quay ấy,
các bác rút cái dây này ra, dây xanh này. Thì các bác rút dây xanh này ra. Khi rút dây xanh này ra nó vẫn quay thì là do chập ở đây. Còn khi rút dây xanh này ra mà nó không quay nữa thì là do cái công tắc nhé, các bác nhé. Đấy, chia sẻ với các bác một cái cách kiểm tra nó là như vậy. Đấy, bây giờ ngon lành này. Reverse này. Reverse ngon lành này. Đấy, ok. Tua ngon lành nhé. Đấy. Tua ngon lành nhé. À đây. Tua ngon lành này. Tua bên này ngon lành này. Bây giờ còn đợi cái bánh tì về nữa thôi. Em đang hết bánh tì cho nên là chưa thể gắn cho bác được. Đến đây là ok hết rồi. Bây giờ thiếu mỗi hai cái bánh tì thôi. Đấy. Gắn hai cái bánh tì nữa là em sẽ hoàn thành cái cục này cho bác. Rồi em sẽ sửa con tiếp theo. Tua đi này, ngon lành nhé. Tua lại này. Revert này. Equalizer ngon lành này. Em cũng tẩy cái một số băng dính đây đi rồi nhé. Em còn chưa lau sạch thì nó còn bụi bụi, cái này một thời gian nó sẽ bay sạch, tại vì nó dù sao nó vẫn cứ kiểu dính dính. Con này âm thanh rất hay các bạn. Test bằng cái đôi loa này, đôi loa của con đài của em. Đấy, em cũng không biết là mình sẽ đưa gia đình, bạn bè, người thân đến đâu. Thì quý vị Tết em ngon lành. Tổng về cái chỉ số an toàn môi trường đỏ hơn thế nữa. Cách cái hướng đi về môi trường của Thanh Tây trong không gian này. Nếu con xem là cầm. Ok, đây là con đài của bác Hùng. Còn con 1000S nữa có lẽ hẹn các bác ở cái video clip sau, tại vì nó dài quá. Đấy, vớt ngon lành. Ấn đi ấn lại cả ngày chả sao. sở dĩ em phải test như vậy là do nếu có vấn đề gì là nó bị sao là em cũng xử lý ngay, còn nếu ấn ít ít là cũng không được. Đấy. Và tất nhiên là em phải cho nó quay suốt cả buổi. Không về nó lại trục trặc, lại rách việc lắm. Mất công các bác gửi đi gửi lại. Đầu từ con này còn rất ngon các bạn. Các bác nghe tiếng chép thì biết. Đầu từ nó chủ yếu là thể hiện ở tiếng chép nhiều. Tua. Ấn rất nhẹ. Loa trái này. Loa phải này. Hai loa cân bằng hết này. Ok, xin chào mọi người.